Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến chia sẻ anh không thể im lặng khi cả 90 triệu người dân, trong đó có anh, phải đóng thuế để nuôi một bộ máy nhà nước cồng kềnh như thế. Facebooker Nguyễn Chí Tuyến nói với RFA. 57.175 theo như con số mà báo chí họ đưa. Nó ngốn cỡ tôi cứ tính bình quân là 5 triệu đồng một tháng thôi. Người ta gọi là lương lệ, lương cứng ấy, thì nó lại chiếm khoảng đến gần 3.500 tỷ một năm. Một cái số tiền rất là lớn, 3.500 tỷ để có xây ra được bao nhiêu cái trường học, chi phí xây được bao nhiêu cái bệnh viện hay là dùng để mua thuốc để chữa bệnh cho đấy là những cái nhu cầu rất cần thiết. Mà đấy là lương cứng ở Việt Nam nha, chỉ lương nó không phải là lương không. Của một bộ máy con người như thế, ăn không ngồi rồi như chúng tôi người dân nói ấy, thì nó gọi là nhàn cư vi bất thiện. Nó còn nghĩ ra đủ trò để nó là hành hạ người dân thường. Trước đó trong năm 2016, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng lên tiếng là không ngân sách nào nuôi nổi một bộ máy có đến 11 triệu người hưởng lương và mang tính chất lương ở Việt Nam. Trong đó có khoảng 2,8 triệu cán bộ công chức viên chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi còn trong vai trò Phó Thủ tướng cũng đã tuyên bố đội ngũ công chức chỉ có khoảng 30% có thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp còn nhấn mạnh rằng 30% cán bộ còn lại không chỉ không làm được việc mà còn vòi vĩnh nhũng nhiễu đòi hối lộ. Bên cạnh đó, hồi cuối tháng 10 năm 2016, các chuyên gia dự báo có khoảng 700.000 công chức viên chức chiếm 30% làm việc không có hiệu quả mà dư luận gọi là công chức sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Trước thông tin vừa nêu, báo giới trong nước dẫn lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Bùi Sĩ Lợi nói rằng giả sử số liệu dự báo này là đúng thì rõ ràng làm cản trở năng suất lao động của xã hội. Giải thích về bộ máy nhà nước cồng kềnh tồn tại trong nhiều năm, thậm chí ngày càng bị rơi vào tình trạng lạm phát lãnh đạo, theo kết quả giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, được Đoàn Giám sát Quốc hội công bố vào tháng 8 năm ngoái, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết nguyên nhân là vì cái nhà nước Việt Nam nó bị cái nhà nước thoát ra từ trong một cuộc chiến tranh, rồi nhiều người làm nhà nước không được đào tạo, cho nên là cứ chia việc ra và làm thì mình thành một bộ máy cồng kềnh không khoa học. Trước gánh nặng về ngân sách trả lương cho cán bộ công chức viên chức tại Việt Nam, Bộ Chính trị hồi tháng 4 năm 2015 ban hành nghị quyết số 39 đề ra mục tiêu tinh giản tối thiểu 10% số biên chế cho đến năm 2021. Và tại hội nghị Trung ương 6 khóa 12 diễn ra hồi trung tuần tháng 10 năm 2017, Trung ương Đảng ban hành nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nhằm đạt được mục tiêu giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong vòng 4 năm nữa. Việt Nam cho biết trong năm 2016 đã tinh giản được 10.000 biên chế, trong khi số liệu tinh giản biên chế trong năm 2017 chưa được phổ biến, thì Kiểm toán Nhà nước công bố phát hiện hơn 57.000 cán bộ dư thừa, khiến cho những người quan tâm tin rằng mục tiêu tinh giản biên chế của nhà nước không đạt hiệu quả. Trả lời câu hỏi của truyền thông đưa ra hồi tháng 10 năm 2017 rằng vì sao tình hình tinh giản biên chế chưa được cải thiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng một trong những mấu chốt là do lỗi trong thiết kế bộ máy và cơ chế vận hành bị thiếu phối hợp đồng bộ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân còn nhấn mạnh ngay cả các bộ ngành trung ương còn có sự chồng chéo chức năng và hầu như không một ai dám đụng vào vì thuộc vấn đề nhạy cảm. Trong khi đó, giáo sư tương lai nguyên Viện trưởng Viện Xã hội Việt Nam khẳng định với AFA mục tiêu tinh giản biên chế của nhà nước đặt ra chỉ là một cái vòng lẩn quẩn. Giáo sư tương lai nhận định. Cái bộ máy hành chính của Đảng và hành chính của nhà nước thì bám vào một biên chế với đồng lương không cao. Nhưng ai cũng muốn bám lên cái đó. Vì bên cạnh lương thì còn bổng. Bổng đã lớn rồi. Nhưng mà còn dựa vào quyền để mà đục khoét của dân. Thì cái tham nhũng này á mới là cái khủng khiếp. Nó từ trên xuống dưới. Càng lên cao thì càng tham nhũng lớn. Và khi mà ở trên chó bu nó tham nhũng thì cấp dưới tội gì mà không tham nhũng. Và cứ thế nó xuống đến tận cơ sở. Thượng bắt chính thì hạ tắc loạn. Cho nên cả một cái bộ máy đó không phương cứu chữa. Vì vậy cái bộ máy biên chế càng ngày càng phình cho. Không có cách nào mà giảm được đâu. Giảm chỗ này thì nó phình sang chỗ khác.
Đài FA ghi nhận các chuyên gia kinh tế Việt Nam từ 20 năm trước đã từng khuyến cáo chính phủ Hà Nội nên bỏ hẳn biên chế để giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, cũng như cần hướng tới một nền công vụ hiện đại với các công chức có trình độ đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với vị trí được bổ nhiệm. Tuy nhiên, đảng lãnh đạo và nhà nước Việt Nam quyết tâm thực hiện chính sách tinh giản biên chế mà kết quả trước mắt được dư luận gọi là càng tinh giản thì càng phình ra. Trong lúc tiếp tục đốt lò chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi thanh niên Việt Nam đặt niềm tin vào lý tưởng cách mạng và đừng để bị các thế lực xấu thù địch tác động, lôi kéo, kích động. Trong một bài phát biểu dài gần 20 phút được phát trên YouTube của truyền hình nhà nước VTV tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng ngày 11 tháng 12 tại Hà Nội, người đứng đầu Đảng Cộng sản nói: "Thanh niên cũng là đối tượng thường bị các thế lực xấu, thù địch tiếp cận, lôi kéo, kích động, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta." Nhận xét về nhận định của Tổng Bí thư Việt Nam đối với sự kém quan tâm của thanh niên tới lý tưởng cách mạng, một người trong giới trẻ Việt Nam và là nhà phân tích truyền thông độc lập Nguyễn Nhung cho biết: "Giới trẻ tại sao người ta lại không quan tâm đến những cái đảng đoàn hay là những cái hoạt động ở ngoài thực tế? Thì cái người mà muốn thu hút họ thì phải tìm xem cái nguyên nhân tại đằng sau và tìm ra cách để mà thu hút, chứ cũng không được là thấy người ta không được bị hấp dẫn bởi mình thì trách cứ, là cái chuyện đấy nó rất là vô lý." Theo video trên YouTube của truyền hình nhân dân, ông Trọng kêu gọi tổ chức cao nhất của thanh niên Việt Nam cần tìm cách tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội. Người trẻ trong độ tuổi 20 chiếm gần 50% trong tổng số hơn 50 triệu người dùng Internet ở Việt Nam. Tổng Bí thư Trọng là người nổi tiếng trong việc phát động phong trào chống suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Tại phiên khai mạc hội nghị của Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 12, ông Trọng cũng đưa ra lời kêu gọi này với thanh niên. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên bị cho là vi phạm. Trong đó có phần nêu rõ rằng nếu đảng viên nào đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập và xã hội dân sự sẽ bị khai trừ. Các nhà quan sát nhận định như thế nào về quyết định này? Phóng viên Lan Hương có bài ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nghị quyết kỷ luật đảng viên do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị và thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký ban hành. Theo quy định thì có 3 mức kỷ luật chính, đó là khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức và khai trừ khỏi đảng. Hình thức khiển trách là kỷ luật nhẹ nhàng nhất, dành cho những người bị cho là nghe theo lời xúi dục phát tán tài liệu trái với quan điểm của đảng hay có biểu hiện giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng. Hình thức cảnh cáo hoặc cách chức áp dụng cho những thành viên nói hoặc làm trái với quy định của đảng và pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia vào các tổ chức chính trị hoạt động trái phép. Hình thức khai trừ khỏi đảng là cao nhất và theo đó thì ngoài việc lên tiếng đòi xã hội dân sự hay tam quyền phân lập thì những đảng viên bị cho là có phát ngôn xuyên tạc lịch sử hay phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng hoặc đòi đa nguyên đa đảng, bôi nhọ lãnh tụ, móc nối với các thế lực phản động đều bị khai trừ. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, người từng là giảng viên trường Đại học Xây dựng và cũng là người đã tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng quyết định này thể hiện sự bế tắc của đảng. Tôi cho rằng là cái đã thể hiện một cái quá lúng túng, quá cái của Đảng Cộng sản. Cái ấy là người ta muốn siết lại để cho là cái đảng viên là không được cù quậy gì cả. Cách làm như thế thì chỉ chứng tỏ là cái cùng sắp sụp đổ đến nơi đấy, mà là người ta đưa ra những cái kỷ luật, đưa ra những cái biện pháp kỷ luật nó sắt đá quá, nó chết ghê quá, mà hạn chế cái tự do của cái thành viên quá, thì chứng tỏ là một cái tổ chức ấy đang là nguy hiểm. Sẽ có một số thì người ta phải dây dắt hơn, người ta sợ sệt hơn, nhưng mà người ta về cái tư tưởng của người ta thì khó, và có một số thì rồi thì người ta cũng sẽ là mạnh bạo hơn và người ta sẽ tuyên bố và bảo thế thì tôi sẽ tương tác đảng. Nhà hoạt động xã hội dân sự giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng đã gọi đây là một quyết định cực đoan kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Ví dụ khi cái xe nó chuyển động thì nó có lực ma sát, nó kìm hãm sự chuyển động, thì xã hội nó luôn luôn nó là như thế. Và nếu như một cái đảng nào mà họ không rộng mở, họ không những có những cái ý tưởng mà rộng mở, thì bao giờ nó cũng có những cái phần tử cực đoan như thế. Mà khi mà những cái phần tử tiến bộ và những phần tử cực đoan là cái nào nó thắng hơn thì nó sẽ đi theo cái hướng đó. Nếu như mà đảng họ quyết định như thế thì những người mà họ không thích họ xin ra thế nào, thì còn họ cảm thấy rằng họ cái sự phát biểu sự quy định của đảng như thế là hợp lý thì họ ở lại. Tôi nghĩ là những người mà họ đã nói như thế thì họ sẽ tiếp tục nói thế chứ họ không khó khăn. Một tiếng nói phản biện bị khai trừ khỏi đảng là nhà báo tự do tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Ông là người có nhiều bài viết về tình hình tham nhũng ở Việt Nam. Và lý do ông bị khai trừ được nêu rõ là ông truyền bá những quan điểm trái với đường lối của đảng. Tuy nhiên, quyết định này được công bố sau khi ông nộp đơn xin ra khỏi đảng. Và ông Dũng sau đó đã không chấp nhận quyết định này và phủ nhận các cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra đối với ông. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, lại cho rằng quyết định khai trừ đảng viên đòi xã hội dân sự và tam quyền phân lập là điều hết sức bình thường, bởi vì bất cứ tổ chức nào cũng có điều lệ riêng mà người tham gia phải tuân theo. Công dân thì cái quyền khác, còn mỗi người đảng viên thì cái quyền khác bị ràng buộc, bởi vì khi đã vào đảng thì phải chấp nhận những quy định trong điều lệ đảng, chấp nhận những nghị quyết của đảng. Họ có quy định, nếu mà người ai không đồng ý những cái quy định đó thì họ cái luật, thậm chí là người đó họ sẽ không còn ở trong đảng hoặc là tự nguyện xin ra, thì cái đó cũng là một chuyện bình thường. Luật sư Thuận khuyên những ai có ý tưởng xã hội dân sự hoặc tam quyền phân lập có thể xin ra khỏi đảng để thực hiện ý định của mình, hoặc vẫn có thể ở lại trong đảng để đấu tranh. Thưa quý vị, ở Việt Nam hiện nay có một số tổ chức xã hội dân sự mà có thành viên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định này có thể khiến thành viên của các tổ chức này bị khai trừ khỏi đảng. Từ năm 2013 cho đến năm 2014, đã có khoảng hơn 20 tổ chức xã hội dân sự được hình thành ở Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển trong một buổi làm việc về cải cách thể chế tại thành phố Hạ Long đã từng nói là đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự. Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phải phát huy vai trò của xã hội dân sự. Theo quan điểm của giáo sư Nguyễn Thế Hùng, thì qua nghị quyết vừa được ông Trần Quốc Vượng ký ban hành, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã gián tiếp tuyên bố rằng chừng nào còn đảng thì đừng có mơ tưởng đến xã hội dân sự hay tam quyền phân lập. Tam quyền phân lập có thể hiểu đơn giản là ba quyền của nhà nước là hành pháp, lập pháp, tư pháp, và được chia cho ba cơ quan độc lập nắm giữ. Ở Việt Nam hiện nay ba quyền này đều dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Khái niệm xã hội dân sự thì phức tạp hơn, nhưng có thể tóm tắt rằng nó được cấu thành từ các tổ chức xã hội và dân sự tự nguyện, tạo nên một xã hội tự vận hành, khác với cấu trúc quyền lực của một nhà nước. Đôi khi khái niệm này được sử dụng theo nghĩa tổng quát hơn, tức là các yếu tố như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tư pháp độc lập, v.v. để tạo nên một xã hội dân chủ.